Chào mừng các anh chị đã đến với kênh Chuyển đổi số với Google Appsheet. Video này nằm trong chuỗi video các bước tiếp cận và làm chủ Appsheet được đăng tải trên kênh của em. Trong video này, em và các anh chị sẽ cùng nhau tìm hiểu về nhóm dữ liệu dạng show. Cùng đi vào chi tiết để xem là mình sẽ có những ý tưởng gì ở đây ạ. Em có một bảng dữ liệu các thông tin về nhân viên. Ở trong này thì có các cột về thông tin chung, quê quán, trình độ học vấn và trình độ ngoại ngữ thì mình sẽ để dạng show. Vậy thì trong kiểu type detail ở đây thì dạng show nó sẽ có các cài đặt như sau: page header, section header, text, URL, image và video. Mình sẽ lần lượt cài đặt các cái định dạng show này để xem nó sẽ có gì và các cái ý tưởng của mình có thể ở đây là gì. Đối với dạng page header, phần content thì em sẽ điền lại đúng cái phần thông tin chung ở trên này. Vậy thì trong kiểu xem dạng form, ở đây mình sẽ có một cái form lồng nhau đúng chưa? Đối với cái phần thông tin chung thì ở đây không phải là nút save nữa mà nó sẽ là một nút next đúng không ạ? Khi mình điền hết các thông tin ở đây thì nó sẽ đến phần quê quán, tiếp đến phần trình độ học vấn, trình độ ngoại ngữ, và khi mà điền hết các trường thì nó sẽ có nút save này. Với kiểu định dạng show này thì cho phép là mình phân tách các cái dữ liệu theo các cái nhóm liên quan đến nhau. Vậy thì khi mà nhân viên hay là người dùng họ nhập các dữ liệu vào thì sẽ dễ dàng cho họ để họ phân biệt được là mình đang nhập đến những cái trường dữ liệu nào rồi. Đúng chưa? Vậy trong cái kiểu xem page header này thì nó sẽ cho mình một vài các cái tùy chọn để mình có thể chỉnh sửa cho cái phần kiểu xem này. Vậy thì có hai cách để chỉnh sửa. Một là anh chị sẽ vào phần View UX, kéo xuống phần kiểu xem form này, đúng chưa? Ở phần Style ở đây thì anh chị có thể chọn kiểu Simple, đấy là cái kiểu mặc định nãy giờ mình vừa được xem ạ. Tiếp đến là kiểu Page Count thì nó sẽ cho phép mình có một cái phần phụ ở trên này để mình có thể đếm được các cái page mà mình, các cái form lồng nhau ở đây thì có bao nhiêu cái form lồng nhau ở đây đúng không ạ? Ở đây mình đếm ở đây sẽ có 4 cái, khi mình nhập các trường thì nó lần lượt sẽ thể hiện ở trên này, đúng chưa? Tuy nhiên thì mình sẽ không thể bấm được vào các cái nút này để cho nó quay về cái form trước. Còn đối với kiểu dạng tab thì mình sẽ có các cái tab ở trên này đây ạ. Và khi bấm vào thì cho phép mình có thể chuyển đổi giữa các tab với nhau. Cách thứ hai để cho mình có thể cài đặt cái phần này, đó là nếu như mình muốn tất cả các form đều theo một cái định dạng như thế ạ, thì anh chị vào phần Setting View Type Option, kéo xuống phần form ở đây ạ, thì sẽ có phần cài đặt chung ở trên này. Mình có thể cài hết cho tất cả các cái kiểu form ở trong app của mình. Nếu như định dạng là page header thì nó sẽ tuân theo hết cái kiểu xem này, hoặc là simple, page count hoặc là tab. Tiếp đến, nếu như vào kiểu xem detail ạ, thì anh chị thấy ở đây là đối với nếu như cái kiểu mặc định mình không cài đặt gì thêm thì nó sẽ không hiển thị được các cái show ở đây đúng không ạ? Đáng lẽ ở phần trên cùng này sẽ có một phần thông tin chung đúng chưa? Ở đây thì sẽ có phần quê quán, tiếp đến ở dưới này thì sẽ có là trình độ học vấn và trình độ ngoại ngữ, nhưng mà ở đây thì nó không hiển thị. Vậy thì có một cái lưu ý nhỏ, đúng hơn chứ không phải là một cái tip mà một cái lưu ý nhỏ, đó là nếu như anh chị muốn nó hiển thị các cái show ở đây thì anh chị sẽ phải vào cài đặt nó hơi thủ công một chút. Mình sẽ vào phần detail. Ở phần column order này thì anh chị sẽ phải order hết tất cả các column đó ra. Như anh chị nhìn thấy, nếu như vào kiểu xem detail thì nó đã hiện ra các cái cột có định dạng show ở đây rồi đúng không ạ? Thông tin chung, quê quán, trình độ học vấn và trình độ ngoại ngữ. Mặc dù là nó không có kiểu form lồng nhau nhưng mà nó cũng đã có phân tách ra để mình có thể phân biệt được các cái nhóm trường dữ liệu nào ở cùng một nhóm với nhau rồi, đúng chưa? Tiếp đến mình sẽ thử chỉnh nó sang phần
Section header thì xem là nó sẽ có sự khác biệt gì. Section header, quê quán, section header, trình độ học vấn, section header, trình độ ngoại ngữ. Vậy thì đối với section header thì nó sẽ không chia làm nhiều form lồng nhau. Nó chỉ có những cái tiêu đề được bôi đậm lên như này thôi. Trình độ học vấn, trình độ ngoại ngữ. Trong kiểu xem chi tiết thì cũng như thế ạ. Ở đây, trong phần content ạ. Cái định dạng ở đây là long text. Vậy thì nếu như anh chị đã theo dõi cái video trước của em ấy thì sẽ biết là đối với định dạng long text thì mình có thể là long text bình thường này đúng không ạ? Long text Markdown hoặc là long text HTML. Vậy thì nếu như ở đây là định dạng long text, vậy thì mình sẽ thử một vài cái câu lệnh liên quan đến HTML xem là nó có hiển thị không anh chị nhé. Ví dụ ở đây em sẽ để một cái HTML là y này là in nghiêng đúng không ạ? Để xem là nó có nhận cái kiểu định dạng HTML không anh chị nhé. Ở phần xem detail là lỗi rồi này. Mình thử phần form cũng lỗi rồi. Vậy là ở đây thì nó sẽ không nhận kiểu định dạng long text HTML anh chị nhé. Nó chỉ là long text bình thường thôi. Sang mục tiếp theo ạ. Đối với định dạng text, cứ để như này xem là nó có nhận hay không anh chị nhé. Xem qua preview ở đây thì chắc là nó không nhận rồi. Vậy thì đối với dạng show detail là text thì nó khá giống với section header đúng không ạ? Nhưng nó không có bôi đậm. Thì cái tính ứng dụng của nó chắc là không cao rồi đúng không ạ? Khi mình tạo ra một cái show này thì mình mong muốn là nó nổi bật lên luôn để mình phân biệt ra các cái nhóm trường dữ liệu, nhưng mà nó lại hiện như này thì em nghĩ là cái tính ứng dụng của nó không cao. Tiếp đến là kiểu URL, để xem ở đây mình có gì ạ? Vậy là cái show này thì nó sẽ bôi đậm lên, và khi tích vào thì cho phép mình đi đến một cái đường link. Vậy thì bây giờ mình sẽ thử copy paste một cái video vào đây nhé, xem nó có nhận cái đường link này không. Khi mình bấm vào đây thì nó dẫn cho mình đến đúng cái đường link video mà mình đã đưa vào. Mình sẽ cố gắng thử nghiệm lại một lần nữa là đối với cái kiểu định dạng HTML thì ở đây nó có nhận không anh chị nhé. Thì em đã có sẵn một cái câu lệnh về rút ngắn cái đường link video ở đây rồi, thì em sẽ đưa vào đây. Cái câu lệnh này thì có ý nghĩa là cái đường link này, cái đường link video này thì mình mong muốn là nó không hiện cả, nó không hiện cả cái đường link này mà nó chỉ hiện cái tên rút gọn đó là xem video YouTube thôi. Đó, video YouTube ở đây. Để xem là nó có ghi nhận cái này không anh chị nhá. Nhiều khả năng là nó không nhận rồi, bởi vì lúc nãy mình thử nghiệm ở kia thì nó không nhận. Vậy là nó cũng không nhận anh chị ạ. Tiếp đến là Try Detail Image. Nếu mà mình đưa vào một cái ảnh bình thường thì nó dễ rồi đúng không ạ? Thì em sẽ đi thẳng vào luôn là em sẽ thử đưa vào một cái hình GIF này đúng không ạ? Một cái hình động này. Copy Image Address. Xem là nó có nhận không. Vậy là ở đây nó có cái hình ảnh này rồi, nhưng mà hình như là nó không có động.
đúng không ạ? Vậy thì ở đây anh chị lưu ý cho em là nếu như mình chọn một cái ảnh gif ấy, mình sẽ bấm trực tiếp thẳng vào đây luôn. Nếu như mình chỉ xem ở cái dạng xem tổng quát bên ngoài ấy, thì nó sẽ không nhận cái hình này. Đó, bây giờ mình bấm vào chi tiết ở đây rồi để xem là, đây mình bấm thẳng vào chi tiết cái này, thử thay thế lại cái đường link anh chị nhé. Cái này thì em đã có thử nghiệm thì em có xác nhận là nó sẽ hiển thị dạng hình động rồi. Được, vậy là nó đã hiện dạng hình động. Vậy thì ở đây sẽ có một số những cái ý tưởng sau mà em nghĩ là mình có thể đưa vào để áp dụng trong app của mình được. Ví dụ như là em lấy giả sử như mình có một cái app liên quan đến quản lý quán cà phê hay là quán trà sữa hay là một cái quán dịch vụ gì đấy đúng không ạ? Mình tạo ra một cái phần mềm và cho khách order ngay trên màn hình chẳng hạn đúng không ạ? Vậy thì nếu như mà mình kết hợp với cái kiểu xem show và mình để các cái hình động như này thì mình có thể đưa vào những cái chương trình khuyến mãi hay là đưa vào những cái logo, những cái brand gì của cái tổ chức của mình, cái quán, cái công ty của mình ấy, thì nó sẽ đập vào mắt của cái khách hàng luôn. Thì em nghĩ đây là sẽ là một cái ý tưởng rất hay nếu để mình đưa vào app. Ở đây thì em không có một cái hình động như thế thì em sẽ thử copy cái chính sách khuyến mãi này đúng không ạ? Hay là ở đây đi, có một cái ảnh thương hiệu ở đây đi. À bấm vào đây thì nó không hiện rồi. Em sẽ thử copy cái hình ảnh này đi. Thay thế. Đẹp. Nếu như đây là một cái hình động có những cái chương trình khuyến mãi hay là những cái logo gì đấy thì em nghĩ là sẽ là rất bắt mắt. Tiếp theo đó là kiểu định dạng video. Ở đây phần content em sẽ thử copy một cái đường link video nào đó. Đây, ví dụ như cái video này đi. Đây là hình ảnh một bạn học sinh quên ăn quên ngủ chỉ vì phải đi học thêm. Mình gắn đường link vào. Nếu như mình có thể đưa được video vào đây thì mình có thể tạo nên những cái phần hướng dẫn đúng không ạ? Đối với những cái form mà những cái quy trình quan trọng chẳng hạn thì mình có thể tạo ra những video hướng dẫn và mình gắn luôn vào cái phần form hay là phần kiểu xem chi tiết thì cho phép người dùng có thể bấm vào để mình đi đến cái video hướng dẫn luôn đúng không ạ? Ở đây thì nó hiện là vì phân chứ không thể kết nối được đúng chưa? Vậy ở đây thì có một cái lưu ý là mình sẽ không copy được cái đường link này luôn anh chị nhé. Mà anh chị khi mà tìm video trên YouTube ấy, hay là các video trên các cái video ấy, thì mình sẽ phải chuyển nó về cái định dạng đó là cái video dạng đúng rồi. Đây, với video trên YouTube thì anh chị bấm vào share ở đây. Thì ở đây có phần embed ở đây. Đó, thì nó sẽ ra một cái kiểu định dạng nhúng kiểu như này. Thì anh chị sẽ copy cho em cái phần này từ đây cho đến đây, nhưng nó không cho copy hết. Ok, em sẽ copy đây xong mình sẽ lược bỏ bớt. Rồi, chị lấy từ đây. Đến đây thôi. Vậy là mình đã hiển thị được cái video này lên trên kiểu xem form và kiểu xem chi tiết của mình luôn rồi, đúng không ạ? Như em nói, mình có thể ứng dụng vào đó là mình sẽ đưa những cái video hướng dẫn sử dụng phần mềm này, hướng dẫn các cái thao tác nhập liệu ngay lên trên cái phần view detail và view form ở đây luôn. Đối với cái kiểu xem dạng video này thì em có một cái tip nhỏ, một cái phần bổ sung thêm cho anh chị ở đây. Ví dụ như là có một cái
table để em nhập các video lên. Các video ở đây thì mình tải lên dạng file, đúng chưa? Đó, thì anh chị tạo giúp em thêm một cái cột phụ nữa, một cái cột cột thật nữa để định dạng đây là show. Đấy, cái phần type detail này thì anh chị sẽ chọn là video, và phần content thì mình sẽ để một cái hàm đó là tag đến cái cột video này. Chút nữa thì mình sẽ thử xóa cái hàm tag này để xem là nó có chạy không ạ, bởi vì cái tip này thì em cũng học được ở trên YouTube thì muốn chia sẻ lại cho anh chị thôi. Vậy thì ở đây khi mà tải lên một cái video mới, như em tải video này lên đi ạ, mình lưu lại. Vậy trong kiểu xem chi tiết thì sẽ cho phép mình xem luôn cái video ngay tại cái kiểu xem chi tiết này luôn, mà mình sẽ không cần phải tải cái video này về. Bình thường nếu như mà không có cái cột phụ này ấy, thì anh chị sẽ phải bấm vào đây để tải video về, đúng chưa? Còn ở đây thì mình có thể xem luôn ngay trên phần mềm được. Bây giờ mình sẽ thử nghiệm là mình sẽ xóa cái hàm text này đi xem là nó có chạy không anh chị nhé. Và chút nữa thì mình sẽ thử đối với cái kiểu xem ví dụ tải lên một cái file PDF hay một cái hình ảnh chẳng hạn, xem là nó có hiển thị lên ở trên này không. Xem này, nó sẽ bấm vào chỉnh sửa đi. À, vậy là nó cũng có chạy anh chị ạ. Mình thử tải lại cái video này nào. Lưu lại. À, vậy là nó cũng có hoạt động, vậy là không cần đến cái hàm text lồng bên ngoài đúng chưa ạ? À, bây giờ thì mình sẽ thử xem là nó có xuất ra một cái hình ảnh không anh chị nhé. Chút nữa mình sẽ tải một cái hình ảnh lên. Tải một cái hình ảnh đi đúng không ạ? Đây. Để xem là ở đây nó có hiện hay không. Vậy là nó không loát được cái hình ảnh đấy anh chị ạ. À đây, nó có loát được. À, vậy là cái dạng show này cho phép là mình có thể tải. Để em thử tải một cái file PDF nhé. Mình thử nghiệm luôn là chiều em vừa tìm cái gì nhỉ? Quy trình sản xuất PDF đi, một cái phần gì đấy đi, sản xuất nước mắm PDF đây rồi. Em sẽ từ thử tải cái file PDF này về và up lên thì xem nó có nhận hay không. Ok. Đó là cái PDF của nó ở đây à. Vậy là cái PDF thì nó không nhận được anh chị ạ. Nếu anh chị mà thử nghiệm cái kiểu xem này mà có thể tải lên được cái hình ảnh để mình có thể xem trước cái PDF ở trên này thì rất mong là anh chị sẽ để lại comment. Nội dung video đến đây là kết thúc rồi ạ. Rất mong là thông qua video này thì các anh chị có thể là có những cái ý tưởng hoặc là có những cái phương án để mình có thể cải tiến, nâng cấp hoặc là trang trí cho cái app của mình nó thêm phần tiện dụng và đẹp nữa. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Xin chào.